Hôm nay chúng ta sẽ học đến một phần rất dễ trong tiếng Việt, đó là từ đồng nghĩa. Đấy. Ví dụ hôm nay chúng ta sẽ học từ đồng nghĩa với từ chết, thì nó chỉ có vài từ thôi. Đầu tiên đó là mất, cũng có thể là hy sinh, cũng có thể là qua đời, mà cũng có thể là rồi đời, xong đời, đi đời, tiêu đời, ra đi, đi tong, tử vong, quy tiên, băng hà, hẹo, hẻo, ngoẻo, quẳng, từ trần. Thì đó, nó chỉ có xương xương vài từ đồng nghĩa như thế này thôi, chứ không có nhiều. Rồi em ghi vào đi. Chưa hết, chưa hết. Đấy mới chỉ là từ thôi. Ngoài ra còn có những cụm từ đồng nghĩa với từ chết. Đầu tiên, về với ông bà, về với cõi Phật, cũng có thể là về với Chúa, hay là lên bàn thờ, hay là xuống suối vàng, đi bán muối, bay về trời, một đi không trở lại, về cõi vĩnh hằng. Đấy, nó chỉ có vài cụm từ tiêu biểu như thế này thôi, chứ có gì nhiều đâu. Và em đừng có hỏi là tại sao lại có những cụm từ này nhé. Bởi vì đối với mỗi cụm từ, nó lại có một cái nguồn gốc, một cái sự tích, một cái câu chuyện, một cái lý do nào đó. Cho nên là bây giờ mà để giải thích từng từ ra thì có đến năm sau vẫn chưa xong em ạ. Thôi cứ ghi vào mà dùng từ từ đi nhé.